Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Hoàng, chuyên gia đầu tư của AzFin Việt Nam. Hôm nay tôi xin trình bày đến quý vị nhà đầu tư về các công ty quản lý quỹ. Khi thành lập một quỹ đầu tư, chúng ta cần rất nhiều các tổ chức khác liên quan, gồm có cơ quan quản lý, công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán, ngân hàng giám sát, và song song với đó là một thành phần không thể thiếu, đó chính là các tổ chức như công ty chứng khoán, nhà làm nhiệm vụ môi giới, hay các nhà đầu tư cũng chính là cổ đông của quỹ đầu tư đó. Thì các cơ quan quản lý có nhiệm vụ là giám sát các thành viên liên quan, đồng thời cấp giấy chứng nhận cho công ty quản lý quỹ, giám sát quỹ đầu tư hoạt động và giám sát ngân hàng. Công ty quản lý quỹ có thể thành lập cùng một lúc nhiều các quỹ đầu tư khác nhau, ví dụ quỹ đầu tư số 1, quỹ đầu tư số 2, quỹ đầu tư số 3. Nhưng một quỹ đầu tư này chỉ trực thuộc duy nhất một công ty quản lý quỹ, đó là quan hệ giữa mẹ và con. Ngân hàng giám sát sẽ đảm bảo rằng là quỹ đầu tư hoạt động đúng theo tiêu chí điều lệ quỹ đã đưa ra, và đồng thời là minh bạch hóa đối với các nhà đầu tư cổ đông. Tổ chức kiểm toán sẽ là kiểm toán hoạt động của quỹ. Nhà đầu tư, và ở đây cũng là cổ đông, thì sẽ có những quyền của cổ đông. Ví dụ như hàng năm quỹ đầu tư sẽ phải tổ chức đại hội nhà đầu tư, và trong thời điểm đó các nhà đầu tư cũng chính là cổ đông có quyền bỏ phiếu miễn nhiệm các giám đốc quản lý quỹ. Thì đây là tất cả những mối liên quan giữa các tổ chức và quỹ đầu tư. Trong việc phân loại thì một quỹ đầu tư này có thể phân ra làm quỹ đóng và quỹ mở. Sẽ có sự khác nhau giữa hai quỹ này. Và quỹ đóng thì hiện tại trên thị trường Việt Nam là không còn các quỹ đấy nữa. Ngày xưa là có quỹ Retriever chẳng hạn, hay là quỹ VFMV1 là quỹ đóng, thì bây giờ các quỹ VFMV1 đã chuyển sang thành quỹ mở. Sự khác biệt giữa chúng là gì ạ? Quỹ đóng thì sẽ có thời hạn, nhưng quỹ mở thì gần như là vĩnh viễn mà mãi mãi. Quỹ đóng sẽ có sự mua bán giữa các nhà đầu tư. Chính vì có việc sự mua bán nhà đầu tư này nên cái vốn chủ sở hữu của quỹ đó luôn luôn là cố định. Và do là cố định nên họ có thể vay nợ với một mức khá là lớn. Ngược lại với đó, quỹ mở sẽ như này. Tất cả các nhà đầu tư sẽ mua bán với quỹ theo cái giá trị NAV cuối tháng của cuối quý, ví dụ vậy, cuối ngày. Thế thì do vậy cái vốn chủ của cái quỹ này thì luôn luôn biến thiên, rất khác với cả cái quỹ đóng là vốn chủ cố định. Trong trường hợp vốn chủ biến thiên như vậy thì quỹ mở thì rất khó để vay nợ. Mỗi loại hình sẽ có một cái ưu và nhược điểm riêng. Nếu như phân loại theo tài sản thì sẽ có tùy loại tài sản khác nhau, ví dụ có quỹ chứng khoán này hay là quỹ bất động sản. Hiện tại ở Việt Nam thì quỹ bất động sản này chưa được phổ biến, mà chủ yếu vẫn là đang là các quỹ chứng khoán. Về chiến lược thì có thể là theo quỹ ETF, tức là theo index fund, hay là active fund, tức là theo những cái chiến lược đề ra của quỹ đầu tư lúc ban đầu. Và vì sao các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên đầu tư vào quỹ đầu tư? Vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tốn rất nhiều chi phí để nghiên cứu, để tìm hiểu về cổ phiếu. Do vậy, các quỹ đầu tư này thì có lợi thế hơn, đó là được quản lý bởi chuyên gia, là những người có kinh nghiệm, có kiến thức. Và thứ hai là do các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cái vốn của họ rất là bé, nên họ sẽ khó mà đa dạng hóa được và giảm thiểu rủi ro. Và đó chính là cái lợi thế khi mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ đầu tư chung vào một quỹ này, thì họ có thể đa dạng hóa ra rất nhiều các cổ phiếu khác nhau, rất nhiều kênh khác nhau. Và do đó thì cái rủi ro sẽ được giảm bớt. Hôm nay Tuấn đã trình bày đến quý vị nhà đầu tư về các công ty quản lý quỹ. Hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong một buổi tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.